dẫn đi Nha Trang chơi á. Wow. Còn mình á hả, mình được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi á. Wow. Còn mình được ba mẹ dẫn đi Vũng Tàu tắm biển. Wow. Wow. Còn mình thì được ba mẹ dẫn đi Sapa, mùa này Sapa đẹp lắm. Wow. Trời ơi, ở trong nước không mà cũng nói cho cô hà. Vậy chứ mẹ đi đâu? Cũng bình thường thôi, ba mẹ mình dẫn mình đi Thái Lan chơi. Wow. Wow. Wow, chính là bạn được đi máy bay rồi nha. Ước gì tụi mình cũng được đi máy bay nữa. Uyên, kỳ này ba mẹ bạn có dẫn mình đi đâu chơi không? Mình chưa biết nữa. Ủa mà Yến, bạn nói bạn có mẹ, sao mỗi lần đi học mình thấy cậu bạn đưa bạn đi học không vậy? Với mẹ bạn đâu? Đúng rồi, mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở bên Mỹ chứ đâu có đây đâu. Bên Mỹ. Mẹ đi Mỹ khi mình còn nhỏ, nhờ cậu mình chăm sóc dưỡng nuôi. Mai mốt khi con lớn khôn rồi, mẹ sẽ về trước Yến đi theo. Thiệt là đã nha, đã nha, đã nha. Tụi mình thích ghê, thích ghê, thích ghê. Thương các cậu vô cùng. Chúng ta là anh em. Đến giờ đi học rồi, mấy bạn ơi, lấy giấy và kiểm tra nhanh lên đi thôi đi. Đi đi đi. Uyên, sao bạn không đây? Chết, mình bỏ quên bài kiểm tra ở nhà rồi. Chết. Trời ơi, có bài kiểm tra mà cũng để quên ở nhà nữa, không điểm chắc. Thôi Nhi, đừng có chọc Yến nữa. Yến ơi, bây giờ bạn mượn điện thoại của thầy bạn á, điện về cho người nhà cầm ra cho bạn được không? Tôi nghĩ là kịp á. Được á. Nhưng mà cậu mình đi làm chưa có về. Vậy giờ sao? Sao giờ ta? Sao ta? Sao giờ? Yến, có bà nào kêu bạn ngoại kìa. Mình đâu có quen đâu. Mấy bạn chờ mình tí. Chắc bà hỏi đường á. Chắc bà hỏi đường. Chơi đi. Mẹ tới đây chi vậy? Lỡ mấy bạn con thấy rồi sao? Sao con đi học mà con quên bài kiểm tra ở nhà? Mẹ nhìn thấy mẹ đem qua cho con nè. Trời, con cảm ơn mẹ, vậy mẹ về đi. Để con đi học ngoan ha. Thôi, mẹ về đi. Mấy bạn ơi, mình có bài kiểm tra rồi. Yeah. Vậy đi vô học. Yến à. Kìa, kêu nữa kìa. Nói không quen mà kêu hoài hà. Sao mẹ không về đi, mẹ ở đây hoài vậy? Mấy bữa nay mẹ bệnh, suốt đâu có qua thăm con được. Sáng nay qua thăm con, không thấy con nhà, mẹ nhớ con quá. Mẹ đét ơi, ông gặp con mấy bữa mà con lớn như vậy đó hả Yến? Mẹ thương con quá. Thôi, mẹ đừng có hung. Mẹ hung mấy bạn con thấy rồi sao? Vậy thôi mẹ đi về. Vậy mẹ về chiều đi. Mẹ qua không? Mẹ về đi, mẹ về đi, mẹ về đi. Rồi mẹ về liền nè con. Mẹ bạn ơi, vô học thôi. Trời đất ơi, chiếc xe nó quẹt rồi bắn vé số rồi kìa. Chạy lên các bạn, bạn không sao không? Mẹ. Con khuya sớm bao tháng ngày.
gửi con cho cậu mẹ tảo tận sớm giờ. Từng tờ vé số nuôi con thầm mong én nên người. Ôi trời đất ơi, mấy cô mấy cậu ơi, coi đưa bà lão bà bán vé số vô trong cái trường học này coi làm sao. Con bán sao rồi? Có cái ghế đá kìa, đưa bà vô ngồi coi sao. Lẹ. Trời đất quỷ thần ơi, đi đứng cái kiểu gì hả? Thiệt tình. Ơi mẹ ơi. Trời đất ơi, coi chừng bà bị sốt rồi đó. Cái kiểu này bệnh hoạn như vậy nè, không ai chăm sóc mà lại phải buôn bán dưới trời nắng như vậy, chắc là không có người thân, không có con cái gì rồi. Dạ con là bé Yến, con là con của bà bán vé số đó. Con của cô kìa. Mẹ ơi, tha thứ cho con ham hình đua đòi đành quên chứ. Của bạn á hả? Mình xin lỗi mấy bạn, mình nói láo, mình không có mẹ gì ở Mỹ hết á. Nhà mình nghèo lắm, mẹ mình chỉ là một bà bán vé số thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Lỡ mẹ có chuyện gì con sống với ai? Mẹ không từ sao? Nay á, mẹ đưa con đi học đi, rồi bữa nào con nghỉ học á, mẹ đưa con theo bán vé số với mẹ. Con sẽ dắt mẹ qua đường, con không để mẹ bị vậy nữa đâu mẹ ơi. Con quên giúp mẹ. Trời ơi, vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi nghe. Trời quang mây tạnh rồi nghe. Nè con gái, nín dứt nghe ông nói nè. Thôi không mấy giờ á, con đưa mẹ con về nhà đi ha. Rồi mua thuốc cho mẹ con uống, hình như mẹ con đang bị sốt đó nghe. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Cảm ơn ông anh nhiều. Rồi. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Tôi về nghe. Dạ cảm ơn mọi người nha. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà sao không bà? Bà không có sao. Bà cảm ơn các con. Yến, nãy giờ tụi mình hùng tiền vô được 20.000, cho tụi mình mua 2 tờ vé số giúp mẹ bạn nha Yến. Mình mẹ không nhận là mình giận bạn đó. Nhận đi. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Không có gì, tụi mình là anh em. Ngồi đây đi bà. Cảm ơn con. Dạ. Chúc mừng tất cả các con. Chúng ta vừa có một tiết mục rất là dễ thương. Và cảm ơn diễn viên Cao Mỹ Châu trong vai bà mẹ đã hỗ trợ cho bé trong tiết mục này. Rồi, bây giờ các con có thể vào trong nha. Cảm ơn các con. Những thành viên nhí của lớp dân ca cải lương đã hỗ trợ cho Hồng Yến. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Việt Hương. Cô thích cái dàn dựng hơi có chút xíu dàn trải. Và cái view clip á, khi mà chiếu lên á, sẽ lấy lòng được khán giả rất là nhiều. Đặc biệt á, là giọng con chắc lắm. Đi xuống, đi lên, đồ về giọng vẫn vững vàng. Cô lo, tại vì nhiều khi con xúc động quá, cái giọng xuống không đủ, lên cũng không đủ, nó mỏng dày. Mà xuống ngon lành, chúc mừng con. Cái tiết mục này cũng nói lên cái tình bạn, tình thương của một cái thế hệ trẻ, tụi con ở trong lớp với nhau. Rồi cô Bình Tinh lại có một cái sự khôn khéo nhất là đưa một cái cô bạn mà chảnh nhất ở trong cái nhóm bạn.
một người chảnh nhất mà cuối cùng lại cầm tiền đến để mà hỗ trợ cho mẹ để mà mua hai tờ giấy số. Cái đó là một cái sự giáo dục cho mỗi một con người. Khi mà mình sống là mình phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Nói chung thì cái giọng của con, cô Diệu Hương cũng nói rằng giọng con tuy rằng trong cái cảm xúc khi con hát con cảm xúc con khóc, nhưng mà khi con ca đó thì con ca chắc lắm, cái chữ của con nó chắc tròn dành rõ chữ. Rồi cái con ca cấn lên chồng lên cái dứt câu giọng cổ, cái đó là nó rất là sáng. Cô cũng cảm ơn con, và chúc mừng con đã hoàn thành một cái tiết mục này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú trong ban giám khảo. Chúc mừng con gái nha. Vào trong với những người bạn của mình thế nào con? Con về rồi đó hả? Dạ, thương nội con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi. Đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội mới cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ, con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn đó nội. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi, ơn dày khắc sâu trong lòng, từ trong tiếng à ơi con được lấp hôn nên người, công người nuôi con. Đòi tôi khi tôi lại giống nhìn nó.
Mình ơi. Không, Mình ơi, tôi không phải người vậy đâu Mình ơi. Tôi, đừng nghĩ quan cho tôi mà. Nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà. Tội nghiệp đó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi, bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ. Nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao khi đã biết rõ sự tình? Thành, đưa cho ông nội, đưa đây. Nội thương con nhiều, con đừng buồn, đừng khóc nữa Thành ơi. Nội sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nội bỏ con đâu. Nội đã vì con chịu bao hy sinh để cho con có một gia đình. Ông nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Vũ Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học. À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này. Thank you.
Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Con ơi, ngọt ngào, dễ thương, hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ, đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ, có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê. Và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi, sáng. Mặt con cũng sáng, cũng đẹp.
cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng, nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu, cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa, thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á thì con xử lý cái một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò, nghĩa là mình ghé rồi không có ghé nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu. Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dịch chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời trèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghé liền đúng không? Cho nếu mình trèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Dạ. Yeah. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng. Cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương. Cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đây nào. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất sắc. Cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhân? Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi. Con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tím ba? Dạ, con hát 2 câu giọng cổ. Trời ơi, tím mặc bộ đồ này hát 2 câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng thì tôi xử bà đẹp liền á. Cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái ba chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn với Hằng liền. Giống cô Mỹ Châu á. Cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á. Nghe đã lắm thím. Được thím ơi, tôi cho thím phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có được dạ, một phiếu. Dạ con cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi Bình Tinh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt. Đúng không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác cái cuối thì chắc là tại con rung cho nên là nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì Bình Tinh cũng sẽ cố gắng. Đó, nó ở một bên luôn đó chị. Nếu vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy để thầy có thể huấn luyện con lại, thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà
Tân Cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh. Nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Yeah, chúc mừng. Cảm ơn cô. Con đã nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện. Cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương.
con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha, lúc mà con đứng không cao á, cái cô đẩy con lên, thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngơ ngác mới có 5 tuổi đầu, ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên, cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó, nhẹ nhàng. Cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình nữa, giỏi lắm. Thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con nó, con thích không? Thích lắm á. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. Rồi chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ, con xin hứa dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều chan chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ.
Quảng Hiền mới chết lại nhận được chiêu vua truyền bãi chức bãi binh vì Tây Sơn đại nghiệp. Đại nghiệp giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, Thừa Bắc Bình Dương xin ngài tụ tập tướng sĩ ba quân dòng trong Tây Sơn nghe hồn điện sông núi. Phải, đại nghiệp Tây Sơn có cột trống mong vào hoàng thượng, người chỉ vì ngôi vị mà tính chuyện yên thân. Trọn lời nguyện vì nước vì dân, thà lỗi đạo công ơn, thề dinh giữ non sông Đại Việt tương trung lệnh.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. À, trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có nhiều sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một bữa tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí cho tôi gặp cô gái này, một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi Nhân ơi, con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi, sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm bị trước gì? Em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát cái em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ là vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay, từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? À, cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Ồ. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Thằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Tình Bắc xuyên Nam, tình chung một đời ta đắp xây, tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới, tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo táp, đưa quê hương vượt lên những cơn lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người, dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình, hãy yêu thương nhau thật nhiều. Điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc. Chung vui cho tâm thương.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị, là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những khoảng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại, con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi. Khi con lại con hỏi thăm, con nói là ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha, các con cùng với... Alo, chị nói em nghe nè, nội trong ngày hôm nay á, em không trả tiền của chị đi, chị cho người xa nhà em cạo nát cái mặt em cho bà coi. Cái gì? Á cái gì mà á chứ, em hỏi hết cả thành phố này đi, chị hiền quá mà, nhân từ quá mà, cho mình 1 triệu đồng, mà tiền lời có 100 ngàn một ngày là á cái gì mà. Trời đất ơi, tôi hiền quá mà, tức quá, bây giờ sao trả tiền hay không? Hai người kia đứng lại, trả tiền sống cho anh ta. Chào đá tao ơi, ơi trời đất chết thằng nhỏ rồi chết trời đất ơi, trời ơi, coi nó có sao không, coi chết luôn rồi, trời ơi, không được rồi, có sao không con? Dạ con không sao. Trời, nó té cỡ đó mà không sao, bị quýnh vậy mà không sao là sao con? Trời không được đâu nghe, trời ơi, rủi mà người ngoài người ta nhìn vô đòn, người ta không biết, người ta tưởng là ông người ngược đãi trẻ em rồi bạo lực gia đình là chết ông luôn á con. Nghe, thôi không được đâu, con đi về đi nghe. Con làm đi ông, con làm được mà ông. Không có được, nghe lời ông đi, đã nói không có được mà. Ừ, anh gì? Nó con nhỏ đam mê cho thử sức đi. Đam mê cái gì, tôi nói mấy cô mấy cậu hoài à, nó không có mần được đó, mà cứ 1-2 để cho nó thử. Nó mà bây giờ rủi mà có chuyện gì rồi sao? Tôi là cái người gánh chứ ai đâu là gánh. Thôi nghe lời ông, nghe không? Không có nói nhiều nữa, đi về nhà đi con, nghe không? Con không có nhà. Biết nè, nhìn mặt là biết rồi, hờn cha dỗi mẹ rồi này kia. Ông trải qua cái thời gian này rồi, ông biết. Thôi giờ về, nghe lời ông, về nhà xin lỗi cha mẹ, nghe con, đi con. Con không có cha mẹ. Trời đất ơi, nói kỹ mày. Con không có cha mẹ, chẳng lẽ từ đất nẻ chui lên hay sao? Hả? Theo lời bà ngoại con kể lại, mẹ con sinh con ra chưa đầy tháng. Ba con mê vợ bé bỏ ra đi.
rồi sanh bệnh chết đi. Rồi sao nữa con? Giờ bà ngoại xót thương đã nuôi con bằng nước cháo pha đường. Con hiểu biết lớn con ngoại tuổi già sức dài ngày dài nắng dầm mưa đêm ngủ vỉa hè cũng không được yên thân bởi mấy người cướp giật. Họ làm gì con? Họ lấy hết tiền con nhìn. Đất ơi, tình cờ đi ngang qua đây thấy có đoàn ca hát chào. Ủa ông? Ông ơi hãy nhận con làm việc mỗi ngày. Con chỉ sinh con nó bụng tháng năm dài. Thôi, dẹp ba đòn rồi. Kể tôi đi. Tôi ca, tôi cứ hát không được. Bây giờ tôi mới chịu mà mằng bầu nè, em thấy không? Trời đất ơi. Cứ đâm vô cái nỗi đau của người ca không. Anh nói gì nói, bây giờ ông nói con nghe nè. Thấy hoàn cảnh con cũng tội đó, thấy không? Nhưng mà khổ nổi bây giờ con dìa đòn này á, con không có mằng gì được hết trơn á, trời đó. Lớp nào ấy, bây giờ ví dụ như giờ chuyển cảnh nè, con chuyển không được nè, thấy không? Bây giờ kéo màn con kéo cũng không xong. Giờ chỉ có nước kêu con về, con thay thế ông, con mần bầu thôi hả? Tôi thấy được đó. Nhịn đói cả đòn. Hay quá. Thấy hở cái gì chọt cái đó, hở cái gì cái chọt cái đó hả? Nó nói tóm lại là theo cái đòn của ông rồi nó cực khổ lắm con. Gạo chợ nước sông, rài đây mai đó. Thấy mấy cô chú không? Cực khổ lắm con. Con không có được làm được đâu nghe. Con không được đâu. Đi. Được không? Thôi con về đi, con không giúp ích gì được hết đó. Khổ lắm con, nghe con. Nghe là... Dạ con biết hát. Thì con đúng rồi đó, nó mới hát xong đó. Nhưng mà quan trọng là phải hát giọng cổ. Dạ con biết hát. Biết hát giọng cổ. Dạ. Dạ bà rồi con thích vai nào? Dạ con thích chú này đóng vai Lý Thường Kiệt nè. Thế vai Lý Thường Kiệt ha. Dạ. Rồi, bây giờ để ông ấy nè, giờ lấy nó thử cho nó coi. Sao hay không? Cuối cùng em cũng fan hâm mộ rồi. Này vừa phải thôi, dìu mà đừng có làm cho nó lâu không mà mệt quá. Bây giờ không có nói nhiều, để tôi thử coi nó nhỏ nó như thế nào. Mấy đứa xong chưa? Dạ xong rồi. Dẫn nó ra ông coi coi. Trời đất ơi. Wow. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, con đẹp y như ông hồi nhỏ vậy con. Kệ tôi đi. Lâu lâu cho tôi lên cái đi. Bây giờ thấy được đó con. À, bây giờ nè, bước vô trong khi mà ông kêu diễn là con làm thử cho ông coi. Nếu mà được, dạ. Ông dẫn con về đoàn nghe không? Dạ, cảm ơn ông. Vô trong. Đó, nối nghiệp ông đi con. Chuẩn bị nghe. 2, 3, diễn. Nam quốc sơn hà nam đế cơ, tuyệt nhiên định phận tại thiên thơ. Nhớ hà nghịch lô lai xâm phạm, nhớ đắng hành khang thú bài hơ.
Bởi vậy tôi nói rồi, nó y chang như tôi hồi nhỏ vậy đó. Nói chung là thấy con được đó. Dạ. Một cái tiềm ẩn vậy được đó. Ông dạ. thích con rồi. Bây giờ ông sẽ nhận con về đòn. Dạ. Yeah. Cảm ơn ông. Có người sẽ bị đuổi. Nấu chơi vui vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà dạ. quan trọng một điều á, ban ngày ông sẽ kiếm cái trường học nào đó cho con học, ráng học chữ cho nó giỏi, rồi dạ. ban đêm á rồi cùng cô chú rồi hát tuồng, hiểu dạ, không? Cảm ơn ông. Nếu mà học dở là ông đuổi ra khỏi đoàn này nghe không? Dạ. À, vậy đi, vậy là cái bây giờ là đoàn của mình có một thành viên mới, đó là bé Trọng nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục Đường Đến Ước Mơ. Bé Trọng Nhân, người đàn ông áo hường kia, diễn viên Quỳnh Bá Thanh và ông bầu, diễn viên Chí Thiện, cùng với các bạn của vũ đoàn Chuông Gió. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Duyên dáng quá. Tại vì bên cạnh con đó, nó trẻ người, non dạ. Ra diễn kế bên có ai ông nội Duyên không chịu được. Hồi đầu lúc mà em Thanh chạy ra đó, trời, chứ nói ai vậy, ai mà lố con tôi vậy trời. Hiểu không? Duyên dáng mà dò cẳng ông tôi chịu hết sức luôn vậy đó. Đã vậy cái ông xuất hiện, ông bầu lên, anh Thiện ơi anh hợp lý mà vừa phải để tôn vinh cái đứa nhỏ thi lên. Em cảm ơn hai người rất nhiều. Thường một cái cuộc thi cái người hỗ trợ rất là quan trọng, mà các anh vừa phải để đệm lên cho bé vai chính, mình cứ lót nhẹ vậy. Cảm ơn tụi anh rất là nhiều, duyên dáng quá, I love you. Một lần nữa xin cảm ơn anh Chí Thiện và xin cảm ơn Huỳnh Tá Thanh. Rồi bây giờ Trọng Nhân, đến phần của mình đây. Hôm nay cậu bé này khác hoàn toàn so với cái dòng trước ha, chững chạc hơn rất là nhiều. Bình tĩnh ơi, lớp của em có kép chánh. Con ca giọng cổ rất là sáng, nhịp nhàng rất là tốt. Kia câu chót á mà con ca Lý Thường Kiệt đó, cái đó con nói cái nhịp đó ấy, nhưng mà con dịch lại con để con dứt cái hai nhịp chót rất là hay. Các con là những thế hệ trẻ, các con có giọng ca trẻ sắc đẹp, cho nên cái tố chất của sân khấu cải lương là cần như vậy đó. Mà như vậy là tiết mục bữa nay con làm rất là hoàn chỉnh. Cảm ơn cô. Rất là tốt. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn tất cả các cô chú. Chúc mừng con nha Trọng Nhân. Dạ. Sao đây? Địa bàn của tao thì sao? Chào đàn ông. Đàn ông, chào đại ca. Đây là chị của tôi, mấy chị không hiểu chuyện. Rồi sao? Tôi là đại ca, có giọng bỏ qua đi. Không bỏ qua. Giọng cho tôi diễn ở đây sao? Không. Không cho diễn thì... sao? Thì tôi đi chết. Đi. Đứng đây. Rồi. Sao? Quay. Rung.
Cái gì mà run? Đại ca mà run hả? Đại ca ha. Nói ra coi. Ca đứa đại ca. Đại ca giang hồ ha. Quét mũi. Bụi đời ha. Có văn hóa nữa ha. Thương lượng nữa. Được. Nể tình đại ca. Hôm nay cho diễn một bữa nay kiếm cơm. Ngày mai biến vô khác. Được chưa? Dạ. Chào đại ca. Chào đại ngọc. Đại ca mà thương lượng là trên hết. Đại ca giỏi quá đại ca ơi. Thôi thôi mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi. Thôi đại ca hôm nay cho nghỉ một bữa chứ mai coi đại ca. Nghỉ bữa có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn. Chị có bánh mì nè. Vậy thôi hôm nay đại ca cho nghỉ một ngày nữa thôi nha. Mấy chị vô người nghỉ đi. Đại ca, sao tụi mình khổ vậy đại ca? Tại vì mình không có nhà cửa, mình là đứa trẻ mồ côi. Đại ca, vậy đại ca có biết mặt mẹ chị không? Đại ca còn biết mặt ba mẹ của đại ca nữa. Làm gì biết mặt ba mẹ của chị? Tụi mình là những đứa trẻ mồ côi mà, làm sao biết mặt cha mẹ được. Hồi đó bà Tám lượm tụi mình về nuôi dưới gầm cầu này nè. Bà bệnh, bà mất rồi. Mọi người có nhớ bà Tám không? Nhớ chứ. Bà Tám như người mẹ của mình mà. Anh thầy nhớ bà Tám thương quá. Anh thầy thương bà Tám nhất nữa. Không biết bây giờ bà Tám đang ở đâu nữa. Bà Tám mất rồi, ở đâu đây nữa? Nếu có một điều mới chịu vậy. Chị ước chỉ có một cái đùi gà, ngay bây giờ chắc ngon lắm đây. Còn chị hả? Chị ước có một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Còn chị á, chị ước có thiệt là nhiều tiền à. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè. Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Còn đại ca thì sao? Đại ca ước chúng mình có cha, có mẹ, không làm đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn nữa. Cảm xúc
đến từ bé Huyền Trang. Khi con hát cái bài vừa rồi á, rồi con diễn cái vai diễn này nữa nè, con cảm nhận ra làm sao với những người bạn mà đang lang thang ngoài đường? Con cảm nhất là những người bạn không có nhà cửa, không có cha mẹ, đi bán vé số ngoài đường. Mình thương các bạn đó phải không con? Dạ. Các bạn đó có hoàn cảnh không có may mắn được như mình. Và hôm nay con đã làm rất là tốt. Chú Nghĩa thấy rằng các cô chú giám khảo đã rơi nước mắt vì tiết mục của con luôn á. Và xin hỏi ý kiến từ cô Thanh Hằng trước ạ. Cô cảm ơn Huyền Trang đã cho tất cả mọi người được xem một cái tiết mục mà con đã dắt những người đang xem để đi vào cái lời ca, cái cách diễn của con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Tuy rằng một đứa bé rất là nhỏ nhưng mà con đã hòa quyện cái thoại, rồi con lại qua ca, rồi con diễn, con làm cho mọi người phải xúc động hết. Rất là giá trị cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, con cảm ơn giám khảo. Hôm nay là con đang bệnh đó, con đang sốt cao luôn đó, đó mà con diễn mà vậy đó. Chú Đại Nghĩa hỏi con, cái cảm xúc của con nói là tuy là con còn nhỏ, con hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau của những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Không có cha, có mẹ khổ lắm con ơi. Mình lại sống giữa đường, giữa xá, giữa chợ đời. Những cô chú lớn tuổi mà ra giữa chợ đời còn phải khổ, đừng nói chi các con là những mầm non. Ở đây tất cả mọi người đều chảy nước mắt vì con. Con diễn rất là tốt. Và cái cô khâm phục hơn đó là tại sao một cô bé chỉ mới có 5 tuổi mà còn đang bệnh nữa, tại sao con có thể cảm nhận sâu sắc cái tiết mục như vậy, để mà con biểu diễn được như vậy. Khi mà con hát á, cái rưng rưng cái nước mắt ở trong cái con mắt của con á, cái đó mới là cái làm cho tất cả mọi người tan chảy. Con hiểu không? Cho nên tất cả mọi người ở đây đánh giá rất là cao tiết mục của con. Coi như là sau cái tiết mục này thì những người mà thương trẻ con chắc chắn sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như con. Và chắc chắn sẽ không để cho các con ngủ gầm cầu như bài hát vừa dựng vừa rồi. Và hy vọng rằng mình sẽ có rất là nhiều những nhà tài trợ với tấm lòng vĩ đại để luôn luôn lo cho các con. Cảm ơn tiết mục và ý nghĩa quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng con nha, tiết mục thành công. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Rồi chạy vào trong nè, nghỉ ngơi nè, hôm nay con hơi mệt nè. Đi cái tướng kìa, ghét không? Đi ca thiệt đâu, ai mà mũi li lịa vậy. Nồng nàn hương lúa đồng quê, ngày mùa vất vả lúa về đầy sân, đồng xa cho đến ruộng gần, lúa vàng chảy thẳng hương nồng cốm quê, có vui xả cánh bay về, tình quê hương lúa như mê hoặc lòng, bóng ai ngả lộng trên đồng, hiu hiu gió thổi tóc bông bần bay, cả
cần cù chất pháp mộc mạc là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh đồng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đó là bát cơm, hạt gạo chúng ta hay ăn buổi sớm chiều. Đó là muôn vàn các loại bánh trái ngọt ngào, thơm mát cả một thời tuổi thơ, như là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh bò, bánh xèo, bánh béo, bánh đồng, bánh ướt, bánh ít, bánh ú, bánh đúc, vân vân. Cây lúa là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, cho đất nước Việt Nam, với hình ảnh hai bông lúa trên quốc huy. Cây lúa và hạt gạo không chỉ mang lại sự no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Cây lúa tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam mềm mại, dẻo dai, cần cù và giàu tình yêu thương. Đó là một chàng lang liêu trong sử tích bánh trưng, bánh dày đã dùng hạt ngọc lúa gạo tạo ra bánh trưng, bánh dày dâng lên cho vua cha nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa của một người con trai đối với đấng sinh thành. Đó còn là sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân. Cày đồng đang đuổi ban trưa, mồ hôi thánh thốt như mưa ruộng cày, là tình yêu thương ngọt ngào của mẹ dành cho con. Lúa làm cho đất nước ngày càng thêm trù phú, cuộc sống của người nông dân ngày càng no ấm. Lúa góp phần tôn vinh dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị, đó là tiết mục Lúa mà cô bé dễ thương Vĩ Dạ cùng với các bạn nhỏ của nhóm thiếu nhi Sido đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn các con nhé. Các cô chú thấy thế nào? Cô hơi tiếc chút xíu là lúc diễn mà cứ nhìn qua nhìn lại mắt láo liền chút xíu thì nó mất cái độ tập trung thôi. Mai mốt mình phải để ý chỗ đó nghe con. Còn về phần biểu diễn của con, cô luôn luôn ấn tượng cái phần dẫn dắt, cái phần MC của con. Lên giọng, xuống giọng, đọc với tất cả cái cảm xúc của mình, đầy xúc cảm. Và cô nghĩ là trong tương lai con rất là có khả năng trở thành một cô giáo dạy văn, hoặc là một nhà thuyết trình, hoặc là một sướng ngôn viên. Nếu con cố gắng, con sẽ là một cô gái rất là thành công trong tương lai. Chúc mừng cho tiết mục của con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nói chung lại là bây giờ đó, không phải là chú ghiền con rồi. Con biết không, là bao nhiêu năm nay chú không có ghiền một cái người nào mà nói mà nó sướng như con đó. Gọi là chú bây giờ chú là fan hâm mộ của con luôn á. Giờ cho nhiêu điểm cô Hương? 10 điểm. 10 điểm cô Hằng nè. Tiết mục bữa nay cô cũng không cảm thấy không đã gì mấy, cho nên con bị lơ là chút xíu đó. Sao không có lỗi nào trong cái thoại của con, nhưng mà cái lúc mà con diễn trong cái tiết mục đó, dạ, nó con có cái sự hơi lơ là chút xíu, nó không có được gọi là tập trung vô. Phải gửi con 9,75. 9,75 cũng là một điểm số rất là cao rồi ạ. Mình còn điểm số của chú Quang Lê với cô Đăng Trang mình chưa biết nữa mà, đúng không? Ẩn số. Dạ, vẫn còn là ẩn số. Mình coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi, bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ chăng cô đơn, con thương mẹ chăng. Ngày nào mẹ chăng cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nha. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía, con bé khỏe lắm, mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu. Nên con cũng hơi mệt một chút, nhưng không sao. Tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thỏ công ty cấp đầu tháng uống cho đỡ đói. Vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếng vậy đó. Thì con bé này chắc là vướng bệnh lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ấm êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân. Rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm chợ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. Ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả. Chỉ có trời, có sao, có mẹ trên trời cao, ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ cha nha ông. Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông.
Oh yeah. Yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai, để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì. Chẳng như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện, vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ, con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi, thì nhìn lại, mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái mẹ chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiện con vào thành phố, vui vào tay con dâm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai không thích với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi cho mọi hoàn cảnh, và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây giờ mẹ chẳng còn ở rồi. Mẹ biết không, bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia, mẹ yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái nữa. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm, con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mặn, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi cuộc đời quá dông, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng dối như mẹ đâu. Ôi à mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Con càng lớn
đường về càng xa. Chúc mừng con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè. Khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho cô Việt Hương. Tuyệt vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần, một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng để nhấn nhá,
hoặc biểu lộ tình cảm chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy, chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đối với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm, tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi, hát hay, diễn được như con. Mà nhưng, đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã dạy con còn ở vùng xa tới đây mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ồ, ồ bé, nó thuyết trình giỏi quá, à, hùng biện giỏi quá, nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mèo đó quá, con muốn ở với mẹ đó đã có thai 5 tháng rồi, mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn. Những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia hai cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị gì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm dạ. Nha. Ừ, cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết. Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn á, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá, đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy. Đó, cho nên với cô thì cô có thể chăm chút chút xíu, nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về, nếu mà được vào vòng trong có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, tết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Lời quê hương khói trùng dương. Wow. Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca hội trùng dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu để có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 80-90 con người, bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm. Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng.
Cô Hằng cũng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch, không phải là một trích đoạn cải lương, không có lâm ly mùi mẫn gì hết, mà tự nhiên mình thấy mình xúc động, phải không cô Hằng? Cô xúc động là tại vì cái tuổi của con quá nhỏ mà thầy con đã giao cho con một trọng trách quá trời lớn luôn. Ngay cả cô và chú Văn Lê và tất cả mọi người ở đây còn chưa thể hiện được đó. Nhưng mà cô rất là hãnh diện và hạnh phúc thay cho cha mẹ con đã sanh ra một đứa con như con vậy. Con còn nhỏ mà con thông minh, con trí tuệ quá. Dạ, rất là hiểu được cái niềm xúc động của cô Thanh Hằng. Giám khảo của chương trình, mình theo dõi bé từ đầu đến giờ, mình thấy qua từng tuần thi con ngày một trưởng thành. Và ngày hôm nay khi con hát một cái bản trường ca giới thiệu về quê hương đất nước chúng ta qua ba miền như vậy, thì là một người con Việt Nam, đương nhiên chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt khi mà xem tiết mục này, đặc biệt là với cái sự thể hiện của một cậu bé còn quá nhỏ như thế. Nó là một cái thiêng liêng gì đâu á. Bây giờ con là một đứa trẻ thôi mà con đã dẫn dắt riêng cá nhân đối với cô thôi, cô Thanh Hằng thôi, con đã dẫn dắt cái câu chuyện này, cô đã đi vào câu chuyện chứ cô không nghĩ con là sói nhi của cô nữa, mà con là một nhân vật trong đó, mà thầy đã mời được ba người, ba cô đó về là phụ trợ cho con. Phải nói là khi mà mỗi một người cất lên một giọng hò, mỗi một vùng miền, Thanh Hằng nghĩ rằng mình đang sống ở trong đó, vùng đó, miền đó, tại đó. Phải tới cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Quang Lê. Chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó, con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được con ca cái câu mà hỏi tiếng nóng mà buồn qua cửa chờ, bên vắng lâu thuyền vó đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó của con, đối với chú nó hay vô cùng, quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca, đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chính là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc da diết, legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động. Bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của Vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại, làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ, suy nghĩ từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. Quá à, thấy thương quá à. Thích không con? Con thích không? Hương thích không? Dạ thích. Hương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à?
không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiêu điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Thàng và cô Việt Hương nha. Ở đây, chiếc số đi. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy cô chú. Chú mua giùm con tẩy chú. Cô mua giùm con tẩy cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Bác ơi, mua giùm con tờ giấy số đây. Lơ bêu như gái. Giấy số chiều sổ đây. Lan than vượt với chú ơi, mua giùm con tờ giấy số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây 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 đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp. Chú mua. Dạ con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15.000 được không? Dạ chú đưa con 10 thôi. Thôi cho mua 15.000 luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. My gen chú cây này. Lèo bèo như gà. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi, mua một con tờ số đi chú. Gán. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Cái... đi qua nhà bạn chơi. Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hả Vàng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Vàng ơi, con làm ba thất vọng quá Vàng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Bà không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu. Giang. Thiệt ra con trốn học là con đi bán vé số hả Vàng? Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con
việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ còn bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngày ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Con đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba. Mình ơi, mình có nghe con dặn nó nói gì không hả mình? Ba, con năn nỉ mà. Con có đi học á, ba chuồn đi bán vé số của ba nha ba. Con nỉ ba cũng làm được mà. Ba và con đi bán vé số của ba. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái. Chú. Chuyện gì vậy? Không có. Trời, con ơi con. Chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ vé số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Sổ rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì sổ rồi chú mới mua đó. Sao vậy chú? Trời ơi, cái tờ vé số đó là tờ trúng độc đắc được không? Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Bán cho chú đi, bao nhiêu chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, 02. Ở đây con có một tờ này ba. Có một tờ ba. Này giấy dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ờ, cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 không không hay. À, ba, trời ơi, trời ơi, chúng độc đắc rồi con ơi, trời ơi, chúng độc đắc rồi con ơi, trời ơi, ơi, sao vậy? Cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào. Xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó, thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước, thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha, cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên, và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn, ví dụ bán vé số thì sao mà bán dài thế nhỉ, bán hết cho khán giả bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người, mà nó chì cái tiết tấu đi, chỉ thiếu tí đó thôi Bình Tinh. Chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình.
Nhưng mà cái này á, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô bình tĩnh, để lần sau mình giận thì mình lưu ý những cái điều này, làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt phải không? Canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Dòng loại cuối cùng của đoàn lô tô lệ liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số. Số gì ra, 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 con mấy gì ra. Các chị em ơi, vỗ tay lên nào. Con số 6, con số 6 là con số 6. Ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Chất nợ hồi ngộ ngưu đang sau một năm dài xa chẳng còn em nhớ anh chỉ bằng giấc mong cốt hận gì ai gieo cảnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Không số đường bán thang kêu gạo 46 ai kênh có người kênh chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi, tôi kinh rồi nè. Trời già má ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi, mấy cháu quà lẹ lên đi. Cháu quà đi, cháu quà đi. Quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái vậy trời. Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh rồi. Xong chương trình rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay. Rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Sao mưa giông. Cây
con bánh bèo nhé. Hay quá vậy? Trời ơi, tôi phát hiện trong mắt hay quá, hốt gì đoàn lô tô mình đó. Trời còn lý do là sao? Nói đi con, nói em gì biết đi. Dạ, chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á. Nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con qua gian xe để bánh xe để tìm ba của con. Ba trong đoàn lô tô hả con? Ừ. Trời có ơi, đàn đo... ông đâu. Trời ơi, có mà ngủ là cục đêm thôi à. Không có mai gì ngủ đang đêm mà quan trọng ngủ ở đâu. Ngủ với bà đó. Thôi đi má. Ôi trời ơi. Thấy ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đây nè. Bây giờ con ngủ với mẹ bà thì ngủ với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liễu về, má liễu về kìa. Ê, má liễu. Má liễu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà. Là muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoán ngôi đó con à. Má, má, má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày, đứa nào đẻ vậy? Trời ơi, má ơi, má ơi, má, má, má. Má, má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai đó. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Trời ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ, con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ, con không có biết mặt ba của con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba con lại trong cái đoàn này. Ừ, cái gì vậy? Mày mày là ba ngủ. Đó hả? Không có, định thưa đi ngủ thôi, không có gì. Trời mệt, đi vô nè má. Vô nè má, ba đâu đi trời. Đi vô đi. Mày đến đây. Đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi, con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ... quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa Bà không con? Dạ có, con có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi, thở còn đầu đinh. Con ơi, rồi con có hận ba con không? Dạ không. Trong lòng dù ba lỗi lầm chi con khờ vẫn không u buồn, lời khuyên mẹ luôn dạy ba những điều nghĩa nhớ, con lớn không muốn phải luôn nhớ mẹ già. Thoáng nghe bao lời trẻ thơ lòng giao xe, con ơi yêu giùm nơi đây tấm lòng người cha. Ba ơi, ba đang ở đâu vậy ba? Ba có biết con đang đi tìm ba không ba? Ba ơi, ba ở nơi nào? Con chỉ mong thấy ba một lần. Bao ngày qua con thương nhớ, mất mỗi nụ cười là do ba đã tạo ra. Cứ sao ba đã lìa xa bỏ con tôi cô. Ba ơi hãy về bên con, ấm lại tình. Con à, con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà. Rồi một ngày nào đó
con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi, rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Đi vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì dì Liễu biến thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà vậy? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Thằng Quân là thằng nào? Lôi đầu nó ra đây. Ủa, bộ nó thằng Quân? Nó mới vừa chém đàn em của tôi, rách mà nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lôi nó ra đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Phá nát cái đoạn lô tô cho tao. Phá đoạn lô tô à? Chị em. Dạ. Bây giờ bố cái gì? Bây giờ là ỷ bố cái gì? Đừng có ỷ nè nè đàn ông nè bố cái gì? Hả? Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó chị em rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chịu giao thằng Quân cái này không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Được. Tôi mà. Ê, ai da. Mẹ. Ai da. Trời ơi. Trời ơi con ơi, nó đánh con chết con ơi, đừng mà con quỷ thôi nhỏ. Thôi tha cho đấy, nó con nít mà. Mày thôi tha cho về bán cho bộ mỗi người ít nhất cũng được gà cho kéo à. Đem đi đó là con bố nè, bố ơi ra mẹ ơi cứu con. Tôi là ba của nó nè con, ba là Đức nè con. Ba. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thử tài siêu nhí mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này? Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, bé cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ, và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị. Và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đoan Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng. Làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó. Và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô tin ơi, cô rất là tin. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi. Rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó, diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Sa Mưa Dông. Rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng cô tập trung cô xem, y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác. Cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Cảm ơn cô.
Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu lô tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim lô tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng, căng thẳng và để cho người khác mới hiểu được cái lô tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì. Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đan xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn lô tô có tình nghĩa, sạch sẽ, con hát rất hay, kỹ thuật rất tốt. Chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa hộp lựu từ các cô chú khác. Một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đi nào. Chẳng
xin được giới thiệu ba giọng hát của chúng ta: Hoàng Yến, Lam Khuê và thành viên thứ ba Trâm Khanh. Và một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho ba bé. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên, xin mời gia đình của nghệ sĩ Thu Trang và Dương Triều Vũ. Hôm nay ba đứa mặc ba cái áo dài rất là dễ thương. Chú rất là thích cái cách mà con để tóc như thế này. Và ba đứa đã vẽ lên một cái bức tranh về cái nguồn lương thực mà không phải ở đâu cũng có được. Cái nguồn lương thực mà đã nuôi dân Việt ta qua biết bao nhiêu đời. Cảm ơn mấy con đã cho chú thấy một cái hình tượng rất tuyệt vời đó. Cảm ơn. Chúc mừng ba con. Cảm ơn chú. Về phần hát thì cô không có nói nhiều, nhưng mà cô thấy hình như là tụi con hơi bị run đúng không? Nhất là Trâm Khanh, cô thấy là con hơi bị tâm lý chút xíu, con hơi bị run á, đúng không? Đâu có gì đâu run, cái này là mình đang vui chơi trên sân khấu mà, không có gì run hết trơn á đó. Cho nên chính vì cái sự hồi hộp, cái sự run của con á, đôi khi nó có ảnh hưởng chút xíu về cái phần biểu diễn của con. Các bạn khác còn lại thì được hơn, tốt hơn chút xíu. Cô cũng hy vọng là lần sau mà mình có cơ hội mình đứng trên sân khấu hay gì đó nữa thì mình phải tự tin lên, mình giải phóng cơ thể mình ra. Ba đứa nha, làm một lúc với chú nha. Chú Vũ ơi, chú Vũ, người ta thấy thoải mái hơn kìa, thấy cháu cười không? Không. À. Trang, dạ. Trang với Nghĩa lên gặt hái lúa thử xem sao cho đi. Ba đứa mình lên cháu. Vậy chứ gặt hái lúa. Không phải nè, ngay cả bây giờ nè, Trâm Khanh, cô Trang nói con nghe nha. Ngay cả bây giờ mọi người đã vui cười như vậy rồi mà con còn đang rất là căng thẳng. Thật sự con còn đang rất là căng thẳng, con chưa vui, con phải cười tươi lên. Nè, ngay cả nãy chú Vũ là làm vậy mà con còn không làm được giống như chú Vũ đó, con phải làm vậy. Con đừng làm vậy, bởi vì mình là con gái, mình mặc áo dài trắng mà con, mình đâu có làm như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao để giải phóng cơ thể. Bây giờ mời ba anh chị đi gặt lúa giúp giùm em cái. Đó. Đó. Thôi bây giờ vậy nè, ba đứa con hát lại đi rồi ba cô chú diễn cho. Mấy con đứng lùi lùi đến phía sau nè, giống như là mấy con là hát chính, là ba cô chú là muốn minh họa vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu hát đi, từ trong chạy ra rồi ngoắt nhau rồi kia chạy ra đó, hát 2 3 vô. Khán giả vỗ tay à. Yeah. Từ bàn tay xưa cây trong gió vẫn chân lưỡi buồn dâng dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa nhớ thời thế chưa. Vì con có đất, vì luôn đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đã lấy mấy cây và bao cô gái sẽ ngồi mấy cây. Chiếc cầu tre trên bên nhỏ bé không mang nổi người gánh thông nặng đường lo đã mở gặt lúa mà tôi thiếu điều, ba người này vô phá nát luôn cánh đồng lúa vậy đó. Đó Trâm Khanh, con thấy không, nếu mà hồi nãy mà con tâm lý vui vẻ như vậy là bảo đảm với con là rất là hay luôn. Nhưng mà cô cũng khuyên tụi con sao một cô? Cái điều như vậy nè. Sao cô bắn qua luôn rồi? chị bảy ơi, chị bảy bắn bông ra, chị bảy bắn bông, chị bảy bắn bông nè. Cô đúng là cô kêu ba người lên thị phạm cho tụi con, nhưng mà nhớ lời cô dặn, đừng có bắt chước ba người đó. Tại vì con mà bắt trước đó thì cái microphone con nó đã đi đâu rồi, chứ nó không có nằm trong miệng tụi con. Ba người này gặt lúa mà cô tưởng đánh lộn ấy. Ý là con phải có một cái tinh thần thoải mái như vậy. Đúng đó rồi. Thì mình sẽ trình bày cái ca khúc này nó hay hơn. Thật sự là cô thấy là bây giờ nè, cô lại thấy con hát hay hơn hồi nãy gấp mấy lần luôn. Cái tâm lý của tụi con thoải mái thì tụi con hát nè chuẩn hơn nè, mặt tụi con tươi hơn nè, hát hòa quyện hơn. Rút kinh nghiệm, nếu lần sau mình lọt vào vòng trong thì nên nhớ mỗi lần mình bước lên sân khấu cứ tưởng tượng là lần này mình hát xong là mình không được hát nữa đó. Thôi hát cho thoải mái, hát cho hết. Bây giờ tới cười tôi thấy ghét không? Hồi nãy tụi con ra hát cái bài đầu tiên á, chứ nghe một cái bài hát nó dễ thương,
nó hay, cái giai điệu nó du dương. Mà sao ủa sao mà mặt ba đứa nó buồn quá vậy ta? Cái chú mới dòm vô cái kịch bản này nè, cái list bài hát, thấy à bài này tên là bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, mà mấy đứa hát cái mặt dòm như mùa đông vậy đó. Tại vì mặt của con đến mùa. Mặt của con hơi buồn, hơi căng thẳng á, chính vì thế là nó không toát lên được cái tinh thần của cái bài hát. Khi mà qua cái bài sau thì tụi con thoải mái hơn được một chút xíu, bởi vì cái tiết tấu nó cũng nhanh hơn, tụi con tự tin hơn rồi thì trình bày nó hay hơn. Đó. Đấy, tụi con cứ nhìn cái mặt của chú Nghĩa là thấy được mùa xuân nè. Đấy, mùa xuân. À, mùa đông. Đấy, mùa xuân với mùa đông nó khác biệt rõ, thấy không? Mùa hè. Mùa thu, mùa thu. Ủa ngày mà mùa thu sao buồn vậy? Thu lãng mạn mà. Mùa thu buồn chị, thu nó buồn. Lãng mạn, thu là phải lãng mạn. Thôi với em thu buồn, em thu buồn. Xuất sắc, các con diễn vậy được là quá hay. Bây giờ mình nghe cái gia đình này. À, hôm nay tụi con đã thoải mái hơn nhiều lắm rồi. Chắc có lẽ là Minh Tuyết cũng ngạc nhiên tại sao Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái này nó tam ca. Là bởi vì là gia đình của Dương Triệu Vũ, Thu Trang và Thanh Bạch với lại Đoan Trang á, thì thay vì 12 người thì thương các bé cho nên tăng lên 14 người. Mà mình chỉ có 6 tiết mục thôi, cho nên thành ra phải có 2 tiết mục tam ca như thế này. Ồ dạ anh. Và ba bé thì lần đầu tiên phối hợp với nhau như thế, cho nên là hai bài hát lại hoàn toàn mới. Mỗi một bé lại một phong cách khác nhau, phải chung trong một cái liên khúc như thế này. Thì lúc đầu các con lo lắm, và tất cả những mọi phần biểu diễn hầu như gạt bỏ hết, các con tập trung để hát cho đúng, tập trung để đúng nhịp. Mà cái phần bè thì đâu phải tuổi này mà quen hát bè đâu. Các bé đã vượt qua được chính bản thân mình. Hôm nay tụi con làm như thế là đã có thể nói là bài tập của cô Trang đưa ra là các con hoàn thành tốt. Phần diễn xuất tụi con vừa phải, để không có bị mãi chạy theo diễn xuất mà mình hát nó không tốt thì nó còn dở hơn. Cho nên chú Bạch chấp nhận tiết mục của tụi con với cái mức độ ba đứa phối hợp ăn ý như vậy. Cười lớn, cười lớn. Vâng, xin mời ca sĩ Đăng Trang. Ba đứa con hôm nay lúc bước ra hát, cô muốn chảy nước mắt. Tại vì không ai hiểu cô cháu mình hơn là chính cô cháu mình hiểu nhau, đúng không? Đối với cô, tụi con đã cố gắng hết sức rồi. Còn những cái gì còn lại về nhà mình sẽ nói với nhau. Cô ước gì cô có thêm thời gian để ở bên cạnh tụi con, để cho tụi con thêm tinh thần, để cho tụi con thêm những bài học cùng với chú Thanh Bạch ha. Như vậy là tốt rồi, chúc mừng tụi con. Các bạn nhỏ phải cảm thấy rất là thoải mái, tại vì ngày hôm nay các bạn rất là dễ thương và các bạn đã mang đến cho khán giả nghe một cái bản mashup rất là khó. Mấy con không có gì phải buồn hết. Yeah. Mấy con phải hạnh diện hơn tất cả những người bạn khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mấy con trình diễn được chú Vũ nè, cô Trang nè, chú Nghĩa nè lên minh họa cho con, có cái vũ đoàn nào mà lộng lẫy được vậy không? Đúng rồi. Khó lắm nha con. Đâu phải ai bây giờ chú Nguyên Khang là muốn à, cũng đâu có được mấy cô chú lên minh họa cho vậy đâu, đúng không con? Mà mấy con được cả ba cô chú lên vậy rồi, cô Minh Tuyết đứng ôm bông phụ họa với con nữa, trời ơi quá trời đã rồi, còn cái gì nữa con, hãnh diện cười lên. Ok rồi, vui lên tụi con, không sao hết. Ok dễ thương ba cô gái trong tà áo dài trắng của chúng ta.